Toyota Avanza là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, giá rẻ từng được xem là mẫu xe có thể thúc đẩy doanh số phân khúc xe đa dụng của Toyota tại Việt Nam. Tuy nhiên thực tế doanh số mẫu xe này luôn rơi vào tình trạng ế ẩm, dù là ở phiên bản đầu tiên hay nâng cấp. Tuy nhiên tới đây, có thể mọi chuyện sẽ khác khi Avanza phiên bản hoàn toàn mới được cho là sẽ về Việt Nam vào năm sau. Cụ thể, theo thông tin từ đại lý, Toyota Avanza hoàn toàn mới tên gọi Veloz ở nước ngoài có thể sẽ được nhập về bán vào tháng 4 giá bán dự kiến cho phiên bản cao nhất cũng sẽ thấp hơn giá khởi điểm của Toyota Corolla Cross hiện nay. Hiện tại, hầu hết các đại lý đã hết hàng mẫu xe này. Đại lý cũng nhận định, phiên bản Toyota Avanza mới được đánh giá khá cao về thiết kế, nên có khả năng sẽ giúp doanh số đảo chiều so với hiện nay. Việc Toyota Avanza cạn hàng tại đại lý có thể thấy rõ khi trong những tháng gần đây, doanh số mẫu xe rất thấp, nhiều tháng không bán ra chiếc nào. Tháng 11 gần đây nhất, chỉ có đúng một chiếc Toyota Avanza được bán ra. 32 xe còn lại bán ra trong năm 2021 tập trung vào những tháng đầu năm. Toyota Veloz tại Indonesia có kích thước lớn hơn Avanza hiện tại, sử dụng khung gầm mới và hệ dẫn động cầu trước. Về ngoại hình, Toyota Veloz 2022 có thiết kế ấn tượng, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn nan kim cương, khá giống với các mẫu lê sút. Cụm đèn pha dạng LED lớn hơn đôi chút so với Avanza 2022 đèn định vị led và đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy. Thiết kế đuôi xe khá giống với Toyota Sienna mới với giải đèn nối dài hiện đại. Bước vào bên trong, nội thất của Toyota Vellos cũng được cải tiến khá nhiều về mặt trang bị lẫn độ thoải mái. Việc tăng chiều dài tổng thể và chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước góp phần cải thiện không gian cabin, khoảng để chân hàng ghế sau thoải mái hơn. Là biến thể cao cấp, Toyota Vellos được trang bị phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động camera 360, sạc không dây, mặt đồng hồ dạng TFT, hàng ghế sau có màn hình giải trí lớn gắn trên trần. Ngoài ra, xe còn có đèn trang trí nội thất trên bảng điều khiển trung tâm và trên ốp cửa. Toyota Veloz dùng động cơ 1.5 lít tương tự các bản Avanza G, công suất 106 mã lực, đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp. Ngoài ra, hệ thống treo được nâng cấp bằng cách điều chỉnh độ nhúng của lò xo. So và các đặc tính của van điều tiết, giúp tăng khả năng kiểm soát độ ổn định và sự thoải mái khi lái xe. Xe cũng được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense như cảnh báo chạch làn đường, cảnh báo va chạm trước, cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí. Tuy nhiên xe không có kiểm soát hành trình thích ứng. Xe cộ, xxx.